Anh ta. Trời ơi. Và đó là anh Cường. Kim Cương 1. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phù hộ con qua khỏi cái khó khăn này. Yes. Đây rồi. Những cái dấu ấn mà anh để lại cho liên minh hạnh. Mẹ tao em còn mới được một mất 1 tỷ 3. Trong tay em giờ có 1 tỷ 3 làm gì bây giờ hả anh Musk? Đức nha Đức. Tao khinh. Đây rồi, thằng top chiến tướng của Musk đây rồi. Né được mấy thằng bên kia, đáng sợ quá. Level 2 Volibear từ top chạy đến mid gank. Volibear vừa gank xong level 3 hai Karim với lại thằng Rell chạy từ bot dưới rừng ra gank. Xong rồi Rell với lại Hecarim chạy về bot, giết hai bot. Rồi ở trên top, Volibear đi top cầm tay le, solo kill win cầm thiêu đốt. What the hell? Dự đoán đêm nay Musk về lại nhà IA. Cảm ơn mọi, cảm ơn Sóc nha. Ý trời. Thử thách 24 giờ cao thủ hả anh? Musk không thua có nghĩa là ý trời anh em à. Ý trời. Trời này chắc chắn thắng. Anh em nào mà đang ngồi ở ngoài tiệm net mà có muốn cá một cái trận sting với lại bạn bè á, cá trận này all in cho hết, bao hết cái quán net sting cho hết. Trận này lầm. Cảm ơn Phi, cảm ơn Thành Nam nha. Ai cũng có lúc khó khăn trong cuộc sống. Anh Musk có thể kẹp cây si 14 tháng nhưng y chat FA mười mấy năm trời. À đây giờ đánh con nào ta? Tụi nó đánh con Jin là nhiều đúng không? Hôm qua e đi chơi với người yêu chuẩn bị hôn nhau thì e thấy A Musk lên the si cao thủ. Thế là e liền tỉnh dậy. Cảm ơn Long nha em. Mod không có coi trận SNM với CBDOT đâu anh em à. Coi là Mod tự coi từ đầu buổi livestream rồi, anh em đừng có vào spam, cảm ơn em nhiều. Cái trận hồi đó cái trận nó đánh lâu quá cho nên Mod ngồi Mod không có gì làm, tại Mod sợ đánh trận 3. Mà nếu mà đánh trận 3 thì nó sẽ rất là trễ cho nên Mod ngồi Mod coi luôn. Hiểu không? Nên bây giờ đâu có coi được nữa. Hạnh phúc đi về nhà cô đơn, đi về nhà thành công, đi về nhà thất bại, đi về nhà mệt quá, đi về nhà mông lung, đi về nhà tranh vênh, đi về nhà không có việc gì vậy thì đi về nhà, đi về nhà, đi về nhà. Game này anh thắng anh donate cho em 50 của anh nhé. Đéo. Anh đẹp trai chứ anh không có bị khùng, anh cảm ơn Sóc nha em. Tự tin bảo thằng bạn lấy sting trước đi, lát tao trả tiền. Đức bình ảo rồi đấy, Đức bình ảo rồi đấy. Trận này win chắc luôn, ý trời. Mấy ông biết trong cái cuốn Tôn Tử Binh Pháp không? Trong đó nó có một cái nói là mình đánh trận á, mình còn phải dựa vào ý trời nữa. Hiểu không? Game này em bắt cái giò thằng bạn em với anh Musk. Được. Game này Musk win, em chặt cái giò nó chung cho Musk mặt cười. Hợp lý, em đã có một cái giò rồi đấy, anh chúc mừng em. Nhớ lựa cái giò thuận của nó nhé. Mua cho nó cái nạn nữa. Binh. Cảm ơn Shibu nha Shibu. Ông này là Shibu đúng không? Tên ông này đồng sao? Ui, team mất có con vô rít rồi. Con này chiến lắm anh em à. Con này mới được búp á. Đam, kinh khủng đam. Cái dòng mà con chim băng bây giờ mà mấy ông ra, mấy ông đánh với lại con vô rít này nè ha. Nó dựng được 4 cái con mà thay ma của nó. Xong rồi nó mà chọi chúng tụi bay cái chiêu mà nó chọi từ xa. Nó chọi chúng một cái thôi. Là tao nói là 3/4 máu, nó đi một cái ót. Đúng ung thư luôn mà. Hai. Cảm ơn Shippo nhiều nhau, cảm ơn ông. Anh gáng trai hạc một game đi anh, cho viewer thấy trình độ thật sự của anh chứ. Mọi người nghĩ anh tấu hài a hát mà quên trình độ anh kim cương thì hơi ngợp. Không sao, cố game sau nữa nha. Cảm ơn ca hát nha em. Ok. Ok. Bè đồng thảo cái. Ui, ba. Thảo 6 thôi á. Cảm ơn Shippo nhiều nhau. Con đó là quăng chúng chiêu e là mấy con ma nó dí. Nó dí như cách mấy con cá cha dí mất vậy. Táp lia lìa. Mà cái con thay ma của con vô rít á, tầm anh Đức đánh chiêu nó đéo thấm. Con đó là phải đánh tay á mới giết nó được. Cho nên cầm mấy con AB đi nó khó chịu lắm. Hụt hai con creep dày thì em mạnh dạn uống hai chai sting. Cảm ơn KH nha em. Ờ em ơi, chơi game farm hụt hoàng lính đó là chuyện bình thường thôi mà, có cái gì đâu. Nãy anh miss donate của em. 4. Bọn làm cái gì trời, chết dễ vậy.
Wow. Phải chi con sét nó lát lên nó dựng tao không nói. Tự nhiên sét đi bộ lên e cái chết vậy đó. Game đúng dễ luôn. Năm. Ông này cũng vô ông ngồi đếm số. Ông đếm số kênh tôi tơi. Cảm ơn ông nhiều nha. Nhưng mà mình đồ này thì mình phải nói cái gì chứ. Ông đồ này như vậy người ta lại dị nghị tôi. Sáu. Trời ơi, quên nữa. Mình kia đá stream hết trơn, găng cái gì? Hai ba thằng đó bển. Đi tới đâu nó biết hết trơn. Rồi. 7. Cụm thằng ở đây nó. 8. Ok. Anh em sao thế nhờ? Trời ơi, double kill cho mết luôn rồi. Đi đi ông nội ơi, tự farm được. Đi đi. 9. 10. Coi ông này là ông nào vậy? Lâu lâu có mấy ông vậy á, vô đồ này không nói gì hết trơn vậy. Ông đang ngồi ông đếm vậy đó, ông đếm khoảng chừng tới số 15 là ông nói nãy giờ tôi ấn nhầm, ông có thể gửi lại cho tôi không? Mày chết. Mày phải chết, tiến tới linh hồn của phụ thân ta. Cảnh này là tàm anh Đức khoái lắm nè. Trời, thằng ở đây bên kia vừa ra chết nữa kìa. Sướng vậy, chơi game sướng ha, chơi game được chết hoài luôn. Nó chết nữa kìa. Ghê à. Nè. Ơi, sao thằng shop của mất lại bỏ mất? Gì mấy shop? Trời, ông đứng lo ông làm cái gì á? Trời ơi, con vào đây nó kêu con cây sa hả họng ra, nó nhét cái viên đạn vô. Thì giáp ha, thì giáp cho nó trâu. Thì kiếm nữa. Bính. Nó rạch bung bính. Mày đi, dắt đi. Nè, bắn mày một cái. Rờ, trời ơi, cái pha đó Gray tham minh hơi sai rồi. Rồi, chết, bao cọt rồi. Vô ẩu vậy. Hay, đang tới. Mấy người chết hụt thường sống rất dai. Mình sao? Trời ơi, nó mạnh thôi rồi á. Có bạn nó mua đồ này không hiện kìa. Anh em ơi, anh em đồ này thông qua cái WeScan, nếu như mà nó không hiện á, anh em vui lòng anh em nhắn tin vô. Anh ơi, anh thua trận này đi chứ em lỡ uống hai chai Sting rồi mặt méo. Cảm ơn KH nha em. Anh em nhắn tin vô fanpage WeScan anh em hỏi giúp mết nha, tại vì bây giờ nếu như mà mết nhắn cho anh Nị á, anh Nị sẽ kêu mết là kêu bạn đó gửi thông tin đây anh check. Xong rồi bạn mết phải kêu bạn đó gửi thông tin vô fanpage cho mết. Xong rồi mết lại phải gửi cái đó qua cho anh Nị. Rồi sau khi anh Nị báo lại mết phải lại gửi ngược lại cho bạn đó nữa. Thay vì vậy thì mấy bạn nhắn vô fanpage WeScan á, bên anh này xử lý cho nó lẹ. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Định cái đầu đó lại. Ok. Ồ mẹ ông kéo hụt xong rồi ông chữa cháy. Ông kéo hụt xong rồi ông chữa cháy. Tổng cộng tất cả của anh là 200k. Cảm ơn anh vì đã sử dụng dịch vụ của chúng em. Kỳ vậy? Trong mấy cái hôm mà anh thua mày không xuất hiện. Kỳ vậy? Sao cứ tao thắng, tao thua thì nó kêu là đúng trình rồi. Cái tao thắng được vài trận là bắt đầu ha, nó đồ này nó đặt tên là kênh đào tạo diễn viên. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ. Kỳ vậy? Em vừa bị ba Ni bắt gặp, em đang ôm hôn Ni ngoài đường. Bọn em chia tay rồi theo ý của gia đình Ni. Gia đình Ni em rất căng và em biết tâm trạng của Ni em hiện giờ rất không ổn. Chị kỳ á. Nếu là anh trong hoàn cảnh như vậy anh sẽ làm gì? Tự nhiên hôn ngoài đường em bị bắt gặp hôn nhau cái phải chia tay vậy đó hả? Tình yêu gì kỳ vậy?
Do nhu cung ứng sự thỏa mãn thứ vui cho khách hàng nữ U30 trở lên, bên A cần bổ sung nam tuổi từ 17 đến 24 không yêu chết cầu mẹ, ngoại hình em mức 25. Lương 100 đô la Mỹ đến 300 đô la Ơi, Mỹ tại thành hả? Phố Hồ Chí Minh. 24 vậy là tôi KB còn vừa đủ. Zalo không. Tôi còn đủ, tôi chưa tròn 25, tôi chỉ mới bước qua năm thứ 25 thôi. Sau H&M, Uniqlo và BMW, hàng loạt nhãn hàng khác được phát hiện công khai bản đồ thế giới có hình lưỡi bò trên website tại Trung Quốc, trong đó bao gồm Louis Vuitton, Mercedes, Chanel, Gucci, Adidas. Cảm ơn Winner nha Winner. Cái này mới không biết nha, mới chưa đọc báo liên quan tới vụ này. Ngày nào mới ngồi đọc báo, mới không biết cho nên mới không comment nha anh em. Nó tầm bậy tầm bạ, công an cầm đầu chết đấy. Cái gì mấy cái thông tin liên quan tới nhà nước hay là đất nước gì đó mà mết phải đọc báo mới xác nhận thì mết mới dám nói. Thằng này của tao, mày phải chết. Để đi set, cố lên, nhanh lên, chạy nhanh lên nào, mãi bên nhau bạn nha. Bên ngoài thế giới chỉ cao đứt dày, ở trong tim gỗ anh em trước đây. Tôi nói cho này win mà tôi bị cãi. Hồi nãy giờ thằng nào mà cá xì tin á cho xin phép tao cười vô mặt tụi bay một cái. Tao cười vô mặt mấy thằng nãy giờ thua cho xì tin một cái. Cảm ơn Nguyễn Quang nha Nguyễn Quang. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Rõ ràng, rõ Hoàng ràng. Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chuẩn, nó là chuẩn. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Rõ ràng. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Chuẩn. Nó phải là như thế. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt biết Nam. Biết rồi. Biết. Chuẩn. Chính xác. Đừng có đem chính trị lên kênh chat, Billy. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Tôi nói mấy ông nghe nè, bất kỳ một cái vấn đề gì á, khi mà mình nói đi nói lại quá nhiều lần nó cũng sẽ trở nên phản cảm, hiểu không? Tức là không phải là một cái chuyện Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nó không phản cảm, nhưng mà mấy ông đó không phải là thứ mà chúng ta nên đem ra chúng ta nói quá nhiều trên kênh stream. Không, yêu nước á là phải hành động, không phải yêu nước trên kênh donate.